4 Phú Quý và Cơ Hàng Cuộc sống ở trang trại hang sóc khác xa một trời một vực cuộc sống ở Private Drive. Gia đình Dursley thích mọi thứ ngăn nắp và trật tự. Còn cái nhà của gia đình Quisley thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất ngờ. Harry đã giật thoát mình khi lần đầu tiên nhìn vào tấm gương đặt trên mặt lò sưởi trong nhà bếp. Cái gương quát nó. Bỏ áp vô thùng, đồ bê bối con ma xó trên đầm thượng thì tru lên hoặc quẳng ống nước xuống bất cứ khi nào nó cảm thấy đời tĩnh lặng quá còn những vụ nổ nho nhỏ trong phòng ngủ của chót và fred thì được coi là hoàn toàn bình thường tuy vậy điều mà harry nhận thấy bất thường nhất trong cuộc sống ở nhà ron không phải là cái gương biết nói hay con ma xó kêu loảng xoảng điều harry thấy lạ nhất là mọi người trong nhà ron đều có vẻ thích nó Bà Weasley cứ làm ầm ỉ lên về tình trạng mấy cái vớ của nó và bữa ăn nào cũng bắt nó ăn tới dĩa thứ tư. Ông Weasley thì luôn nặng nặc muốn Harry ngồi cạnh ông trong bữa ăn tối để ông có thể dội xuống đầu nó hàng đống câu hỏi về cuộc sống với dân gồ. Biểu nó giải thích những thứ như cái cấm điện và dịch vụ bưu điện hoạt động như thế nào. Khi Harry giải thích cho ông về cách dùng điện thoại thì ông nói Hấp dẫn thật, tài tình thực quả thực dân mơ cô đã tìm ra bao nhiêu cách để sống mà không cần tới pháp thuật một tuần lễ sau khi đến trang trại hang sóc harry nhận được thư từ hogwarts hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp nó và ron xuống nhà bếp ăn điểm tâm thì thấy ông bà weasley và ginny đã ngồi ở bàn ăn rồi Giờ thấy harry là ginny làm đổ ngay chén cháo xuống sàn kêu sáng một cái Ginny có vuông đánh đổ đồ vật mỗi khi Harry bước vô phòng. Cô bé chui xuống dưới gầm bàn để lượm lại cái chén và trồi trở lên dưới gương mặt đỏ bừng như mặt trời lặn. Giả đò như không để ý chuyện đó. Harry ngồi xuống và nhận miếng bánh mì nướng từ tay bà Weasley. Có thư của trường. Ông Weasley vừa nói vừa đưa Harry và Ron hai phong bì giống hệt nhau bằng giấy da màu vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh lá cây. Cụ Dumbledore đã biết con ở đây Harry à? Cụ già ấy không bỏ sót việc gì cả. Khi Fred và George thông thả bước vào, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, ông Weasley nói thêm, hai đứa con cũng có thư. Trong mấy phút căn phòng yên ắng vì bọn trẻ bận đọc thư, thư của Harry bảo nó phải đón tàu tốc hành Hogwarts như thông lệ ở nhà ga ngã tư vua vào ngày 1 tháng 9 có cả một danh mục sách mới mà nó cần cho niên học sắp tới. Học sinh năm thứ hai cần có sách thần chúa căn bản lớp 2 của Miranda Gosok giải lao với nữ thần báo tử của Ginderoy Lockhart lang thang với ma xó của Ginderoy Lockhart nghĩa lễ với phù thủy của Ginderoy Lockhart ngao du với quỷ khổng lồ của Ginderoy Lockhart lang thang với ma cà rồng của Ginderoy Lockhart lang thang với người sói của Ginderoy Lokka, một năm với người tuyết quạo gọ của Ginderoy Lokka. Fred đọc xong danh mục của nó rồi, bèn dòm vô danh mục sách của Harry. Em cũng bị biểu mua tất cả sách của Loka giáo sư mới của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, ắt là người mê Lokka. Giám cá đó là một mụ phù thủy. Nói tới đó, Fred bắt gặp ánh mắt má nó nó lập tức cúi xuống cái dĩa của mình, và cặm cụi ăn món mứt. George nhìn thoáng cha mẹ rồi nói, "Mua nhiều sách như vậy thì tốn bộn tiền, sách của Lockhart mắc lắm." "Được, chúng ta sẽ liệu." Bà Weasley nói vậy, nhưng trong bà có vẻ lo lắng. "Em nghĩ có lẽ mình nên mua đồ xài rồi cho Ginny." Harry hỏi Ginny. "Ủa, em bắt đầu vô Hogwarts năm nay hả?" Cô bé gật đầu mặt ửng đỏ cho tới chân tóc của mái tóc đỏ rực rỡ và đặt hai cùi chỏ lên dĩa bơ. May là không ai nhìn thấy điều đó ngoại trừ Harry. Bởi vì vừa lúc đó, ông anh huynh trưởng Percy bước vào. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, quy hiệu huynh trưởng cài trên áo khoác len. Percy tươi tắn nói, Chào cả nhà, hôm nay trời đẹp nhỉ? Anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống trong nhà bếp nhưng lập tức nhảy phắt dậy, lượm từ mặt ghế lên một vật mà Harry tưởng là cái chổi phủi bụi màu xám lòng lá sơ sát. Ít nhất là cho đến khi Harry nhìn thấy vật đó thở, bây giờ nó mới biết đó là một con cú. Ron kêu lên, "Errol!" Nó đón con cú què từ tay Percy và rút dưới cánh cú ra một lá thư. Cuối cùng, nó cũng đem được hồi âm của Hermione về mình đã viết cho bạn ấy là tụi mình sẽ tìm cách cứu bạn ra khỏi nhà Dursley. Ron đem Eron đến một cây sào đặt ngay bên trong cửa sau nhà bếp và cố đặt con cú đứng trên đó. Nhưng Eron lại trượt ngã khỏi sào nên Ron đặt nó nằm trên một tấm dáng khô ráo thì thầm. Thảm thiết quá! Rồi nó mở lá thư của Hermione đọc to. Ron thân mến và Harry thân mến nếu bạn có mặt ở đó. Tôi hy vọng mọi việc đều ổn và Harry vẫn mạnh giỏi và các bạn đã không làm điều gì phi pháp để giải cứu bạn ấy. Bởi vì Rona, điều đó chỉ làm cho Harry gặp thêm rắc rối mà thôi. Tôi thực tình lo lắng không biết Harry có sao không. Bạn làm ơn cho tôi biết ngay nha. Nhưng có lẽ bạn nên dùng một con cú khác thì tốt hơn bởi vì chỉ đưa thêm một chuyến thư nữa thì con cú này của bạn tiêu đời luôn. Tôi thì dĩ nhiên vẫn bận làm bài tập ở nhà. Làm sao mà vẫn bận làm bài tập được chứ? Ron kinh hãi la lên. Tụi mình đang nghỉ hè mà. Rồi nó đọc tiếp. Và ba má sẽ đưa tôi đi Luân Đôn vào thứ tư tuần tới để mua sách mới cho tôi. Hay là tụi mình hẹn gặp nhau ở hẻm xéo nha. Viết cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra càng sớm càng tốt. Thương mến, Hemion. Bà Weasley bắt đầu lao dọn bàn ăn Bà nói Ừ vậy cũng tiện Bà má cũng cần đưa tất cả các con đến đó Mua sắm đồ cho các con chuẩn bị nhập học Hôm nay các con định làm gì Harry, Ron, Fred và George định đi lên đồi Trên đó có một bãi cỏ nhỏ của gia đình Weasley Chung quanh bãi cỏ cây cối một dày kính Che khuất tầm nhìn từ phía ngôi làng ở dưới thung lũng Như vậy bọn trẻ có thể tập dượt môn khuyết đích miễn là đừng bay cao quá mà thôi. Tụi nó không thể dùng banh quýt đích thiệt, vì rủi mà lũ banh chạy trốn và bay qua làng, thì tụi nó khó mà giải thích cho em xuôi. Thay vào mấy trái banh, tụi nó luyện cho nhau mấy trái táo để chụp bắt. Chiếc Nimbus 2000 của Harry được chúng thay phiên nhau cưỡi vì hiển nhiên đó là chiếc xịn nhất. Chiếc sao xẹp cũ củ xì của Ron thường bay lạc hướng mỗi khi nó bay ngang qua những con bướm. Năm phút sau bữa điểm tâm Cả bọn dắt chuỗi trên vai leo lên đồi Tụi nó có hỏi Percy Có muốn đi với tụi nó không Nhưng anh bảo anh đang bận Tính từ hôm đến nhà Ron tới bây giờ Thì Harry chỉ gặp anh Percy Ở bữa ăn mà thôi Những lúc khác anh cứ đóng cửa Ở miết trong phòng Fred nhăn nhó Ước gì mình biết được ảnh bận cái gì Ảnh không còn là ảnh nữa Trước bữa Harry đến thì ảnh nhận được kết quả bài thi của ảnh 12 PTTD mà anh cũng chẳng hả hê gì cả. Thấy mặt Harry ngáo ra, George giải thích là phù thủy thường đắng. Anh Bill hồi đó cũng được 12 PTTD, không khéo nhà mình lại có thêm một thủ lĩnh nam sinh nữa đây. Mình thiệt tình không thể chịu nổi cái nhục thua kém mấy ảnh. Bill là anh cả trong đánh em nhà Weasley, ảnh cùng với anh thứ hai, anh Charlie đã tốt nghiệp ra trường Hogwarts Harry chưa bao giờ gặp hai anh nhưng biết là anh Charlie đang nghiên cứu rộng ở Rumani và anh Bill thì làm việc cho Green Ghost, ngân hàng phù thủy chi nhánh ở Ai Cập. Lát sau George nói Không biết ba má làm sao mà kham nổi chi phí mua sắm cho tụi mình nhập học năm nay. Những năm bộ sách Lockhart mà Ginny lại cần đồng phục mới và đũa phép và tùm lum thứ khác. Harry không nói gì, nó cảm thấy hơi khổ tâm bà má nó có để lại cho nó một tài sản kha khá được cất dưới hầm bạc của ngân hàng gringos ở luân đôn dĩ nhiên nó chỉ xài được tiền đó trong thế giới phù thủy đâu có ai xài những đồng vàng galeon đồng bạc Sikho khô và đồng su knut trong tiệm của dân Mogo nó chưa từng nói với gia đình dursley về tài khoản của nó ở ngân hàng gringos vì nó không chắc những người vốn vẫn khiếp sợ bất cứ gì liên quan đến phù thủy ấy bây giờ lại đi sợ có một đống vàng vào sáng ngày thứ tư đó, bà Weasley đánh thức bọn trẻ dậy sớm. Sau khi mỗi đứa ngốn nhanh sáu lát bánh mì thịt nguội, tất cả khoác áo vào. Và bà Weasley lấy một cái chậu qua từ trên mặt lò sưởi trong nhà bếp xuống. Bà dòm vô chậu thở dài. Chúng ta còn ít lắm anh Arthur à. Bữa nay mình phải mua thêm. À này, ưu tiên cho khách. Mời con đi trước Harry cưng. Bà đưa chậu qua cho Harry. Nó trợn mắt ngó mọi người và mọi người cũng đang ngó nó. Nó cả lâm. Con, con phải làm sao? Ron chợt nói. Xin lỗi nhà Harry, mình quên mất. Bạn ấy chưa từng du hành bằng bộ floor Ông Weasley ngạc nhiên. Chưa từng. Vậy làm sao năm ngoái con đến được hẻm xéo để mua sắm học cụ cho con? Dạ, con đi bằng xe điện ngầm. Thiệt hả? Ông Weasley tỏ ra háo hức. Cái đó có cầu thang giọt tự động không? cụ thể là như thế nào? Bà Weasley nói, Anna à Thu, lúc này không phải là lúc để hỏi. Xài bột floor thì nhanh hơn nhiều cưng à. Nhưng mà quỷ thần ơi, nếu trước đây con chưa từng xài nó thì... Fred nói, nó sẽ làm được thôi má à. Harry, nhìn tụi này làm trước nha. Fred lấy một nhúm bột lấp lánh ra khỏi chậu qua, bước tới đứng cạnh lò sưởi quăng nhúm bột vô lửa. Tiếng ầm ầm gian lên, ngọn lửa chuyển màu xanh ngọc bích bốc cao qua khỏi đầu Fred. Bây giờ Fred bước thẳng vào cụm lửa, hô lên, hẻm xéo và lập tức biến mất. Kế đến chót cũng thò tay, bốc một nhúm bột flo. Bà Weasley dặn dò Harry. Còn nói thật rõ nghe cưng để chắc chắn là con ra đúng dĩ lò. Harry nhìn ngọn lửa gầm lên và cuốn chót đi mất, lo lắng hỏi. Đúng cái gì? À, có nhiều vô số kẻ các lò lửa phù thủy để lựa chọn, con biết đó Nhưng mà nếu con nói rõ ràng thì Ông Weasley vừa tự mình bốc một nhúm bột Vừa bảo vợ Harry xoay sở được mà Đừng làm nó rối lên Molly Nhưng mà anh yêu Nếu nó mà lạc thì mình biết nói sao với dì dưỡng nó Harry trấn an bà Weasley Họ không bận tâm đâu bác Dudley sẽ tưởng chuyện con lạc Trong cái ống khói nào đó Là một trò quậy quái quỷ mà thôi Bác đừng lo chuyện đó Bà Weasley nói Ừ vậy cũng được Con đi sao bắt trai nha Như vậy khi con bước vào khối lửa Con nói nơi con muốn đến Ron tiếp Chữ hai cùi chỏ sát mình Bà Weasley nói thêm Và nhắm mắt lại để tránh bồ hóng Ron lại nói Đừng sốt ruột nếu không bồ có thể bị té nhầm lò Nhưng đừng có quảng hốt Và đừng bước ra quá sớm Cứ chờ đến khi nào con thấy Fred và George thì hẳn bước ra cố hết sức ghi nhớ những lời dặn dò này harry bốc một dúm bột flo và bước đến cạnh lò sưởi nó hít sâu một cái rải bột lên lửa bước tới ngọn lửa gây cảm giác như một làn gió ấm áp nó mở miệng ra và lập tức nuốt phải một bụng tro nó ho hẻm <laughs> hẻm xéo có cảm giác như thể nó bị hút xuống một cái cống khổng lồ nó thấy hình như mình bị quay tiếp tiếng ầm ầm làm điếc cả tai nó cố gắng mở mắt ra những cương lốc lửa xanh làm nó chóng mặt quá cùi chỏ nó đụng phải cái gì đó đau quá nó vội khép chặt hai cùi chỏ lại vẫn cảm thấy mình bị xoay tít và cuốn đi bây giờ nó lại có cảm giác bàn tay lạnh ngắt của ai đó giả vào mặt nhíu mắt nhìn qua cặp kính harry thấy hàng dãy lò sưởi nhòe nhoẹt và loáng thoáng từng khoảnh phòng ốc bên kia các lò sưởi cái món bánh mì thịt muối đang quậy trong bao tử nó nó nhắm mắt lại cầu mong được dừng lại cho xong và rồi nó té sấp mặt xuống đập vào một tảng đá lạnh và cảm thấy mắt kính của nó gãy rắc một cái gọn chóng mặt và trầy trụa nó loạn choạng đứng lên cầm cái kính bể đưa lên mắt nó chỉ có một mình nhưng không biết mình đang ở đâu nó chỉ có thể nói chắc là nó đang đứng trong một cái lò sưởi bằng đá, trong một gian nhà, có vẻ là một cửa hàng phù thủy, được thắp sáng mờ mờ. Nhưng không có cái gì ở đây có vẻ là thứ nằm trong danh mục học cụ Hogwarts. Một cái kệ thủy tinh gần đó, đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài quen chết máu và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như mặt quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống nó một bộ xương người nằm trên quầy và những dụng cụ nhọn quắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà tệ hơn nữa là qua khung cửa sổ của lỗ sĩ của cái tiệm harry có thể nhìn thấy một con đường hẹp té tối tăm nhưng đó không phải là hẻm xéo harry nghĩ mình phải ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt tuy chót mũi nó trót hung cái nền lò sưởi bằng đá vẫn còn đau buốt harry vẫn cố kiếm đường đi ra cửa sao cho thật nhanh và thật êm nhưng đi chưa được nửa đoạn đường thì bên kia tấm kính đã xuất hiện hai người mà một trong hai người đó chính là cái người Harry không muốn gặp chút nào trong tình cảnh bị lạc mũi dập, kính bể và người dính đầy bồ hóng người đó chính là Draco Malfoy Harry nhìn thật nhanh chung quanh và thấy ngay cái tủ lớn màu đen ở bên trái nó lập tức tách mình vô tủ và đóng cánh cửa tủ lại nhưng vẫn chừa một kẻ hở nhỏ xíu để dòm ra vài giây sau chuông cửa kêu len ken và Manfoy bước vô tiệm. Người đi theo sau Manfoy chắc là cha nó chứ không ai khác hơn được. Ông ta trông cũng nhợt nhạt, cũng có gương mặt nhọn và đôi mắt xám đặc biệt lạnh lùng như Manfoy. Ông Manfoy băng qua gian phòng, thờ ơ với những thứ hàng trưng bày. Ông rung một cái chuông trên quầy, rồi quay lại nói với con trai. Đừng sợ mó gì cả, Draco à, Manfoy đã tới bên con mắt thủy tinh Nó nói Con tưởng ba sắp mua cho con một món quà chứ Bà nó gõ gõ ngón tay lên trên mặt quầy Bà nói là ba sẽ mua cho con một cây chổi đua Manfoy trầm dầm giận dỗi Mua làm gì nếu con không được tuyển vô đội nhà Năm ngoái Harry Potter có một chiếc Nimbus 2000 Tại cụ Dumbledore ban phép đặc biệt Nên nó mới được chơi cho đội Greenfinder Nó đâu có giỏi dữ vậy Chẳng qua nó nổi tiếng nhờ có một cái thẹo ngu ngốc trên trán. Manfoy cúi xuống một cái kệ xem xét mấy cái đầu lâu nói tiếp. Ai cũng tự nó thông minh lắm. Nào là bót tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó. Ông Manfoy ném cho con một cái nhìn trấn áp. Con đã nói với ba chuyện đó ít nhất một tá lần rồi. Và ba muốn nhắc nhở con là tỏ ra không ưa heo đi bót tơ thì không khôn ngoan chút nào cả. Nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi nó như trang anh hùng đã dẹp được chúa tể hắc ám. À, chào ông Borgin. Một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay rút ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ổng. Xin chào ông Manfoy, thật sung sướng được gặp lại ông và cả cậu Manfoy nữa. Thật quyến rũ. Tôi xin được phục vụ ông và cậu tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng ông manfoy nói ông bogin à hôm nay tôi không mua mà tôi bán nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông bogin bán hả ông manfoy rút một cuộn giấy da từ túi áo phía trong mở ra cho ông bogin đọc chắc hẳn ông đã nghe chuyện bộ hiện đại đang cho tiến hành nhiều cuộc khám xét hơn tôi có vài Ờ, vài món ở nhà có thể gây phiền toái cho mình. Nếu bộ có lệnh... Ông Borgin gắn cặp kính lên sống mũi và đọc cái danh sách. Thưa ông, chắc chắn bộ không dám làm phiền đến ông đâu. Môi của ông Manfoy cong lên. Tôi chưa bị khám xét. Cái tình Manfoy vẫn còn được tôn trọng. Tuy nhiên bộ ngày càng ưa chỏ mũi và công việc của người khác. Có tin đồn là sắp ra một đạo luật bảo vệ mơ mới. Chắc chắn là có lão Arthur Weasley xuẩn ngốc bẩn thiểu và khoái dân mơ vô đứng đằng sau vụ này. Harry cảm thấy tức cành hông, ông Manfoy vẫn tiếp tục nói. Và như ông thấy đó, vài thứ trong mớ độc dược này có thể khiến cho chuyện này có vẻ... Ông Borgin nói, thưa ông, dĩ nhiên là tôi hiểu, để tôi xem. Lúc đó trò cô chỉ vào bàn tay khô quắt trên cái gối chen ngang. Con muốn mua cái đó? Ông Borgin bỏ ngay cái danh sách của ông Manfoy cha hối hả chạy lại chỗ cậu malfoy con a à, bàn tay của vinh quang chỉ cần đặt một ngọn nến vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó và chỉ có người đó thấy ánh sáng mà thôi đây đúng là bạn hữu của bọn trộm cắp và quân cướp bóc thưa ngài con trai của ngài đúng là sành điệu ông malfoy lạnh lùng nói tôi hy vọng con trai tôi sẽ khá hơn một tên trộm hay một thằng kẻ cắp ông Borgin à Ông Borgin vội nói Thưa ngài, tôi không có ý xúc phạm Không hề Ông Manfoy càng lạnh lùng hơn nữa Tuy nhiên nếu thứ hạng của nó ở trường mà không nhích lên Thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm cắp mà thôi Cho cô cãi lại Đâu phải lỗi tại con Các thầy cô đều thiên vị Đều có đệ tử ruột Con nhỏ Hemion Ranger đó Nhưng ông Manfoy nạt to Ta tưởng lẽ ra con phải biết nhục Vì bị con nhỏ thuộc gia đình tầm thường Không biết pháp thuật đó Đánh bại trong các kỳ thi chứ Trốn trong tủ Dòm ra thấy thằng Manfoy con Vừa lúng túng quê độ Vừa giận dỗi Harry khoái chí đeo thầm Đáng đời Ông bogin vẫn nói bằng cái giọng bóng nhờn Bây giờ đâu cũng vậy đó Dòng dõi phù thủy ngày càng hiếm Cái mũi dài của ông Manfoy cha hỉnh lên bóng lưỡng Với ta thì không Ông Borgin vội cúi thấp người. Ồ không thưa ngài, với tôi cũng không thưa ngài. Ông Manfoy nói gọn. Thế thì có lẽ chúng ta nên quay lại với cái danh sách của tôi. Tôi đang bận ông Borgin à. Hôm nay tôi có vài việc quan trọng phải làm ở chỗ khác. Hai người bắt đầu cò kè bước một thêm hai. Harry căng thẳng nhìn cô đi lần về phía cái tủ. Càng lúc càng gần chỗ Harry đang trốn cô dừng lại để xem xét một cuộn dây thừng treo cổ rất dài và đọc tấm thẻ đính trên một cái chuỗi đeo cổ lộng lẫy bằng đá ngọc mắt mèo rồi cười đắc ý. Tấm thẻ ghi, lưu ý đừng sờ, đã bị ếm bùa, từng lấy mạng của 18 tên sở hữu chủ là Mergo, tính đến nay. cô quay lưng lại và đứng ngay trước cái tủ. Nó bước tới, vừa giơ tay toan nắm cái đấm cửa tủ, thì giọng ông Manfocha cha vang lên ở đằng quầy. Xong Lại đây cho cô Khi cho cô bỏ đi Harry lau mồ hôi trắng bằng tay áo Chúc ông một ngày làm ăn phát đạt nha Ông Borgin Tôi sẽ đợi ông đến thái ốc của tôi để lấy hàng Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại Sau lưng cha con Manfoy Ông Borgin mất ngay cái giọng bóng bẫy Một ngày phát đạt cho chính ông đó Ông Manfoy ơi Nếu mà cứ đúng như người ta đồn đại thì quả là ông đã bán lại cho ta chưa đến một nửa những thứ ông giấu trong thái ấp của mình đâu ông bogin lẩm bẩm thêm điều gì đó nghe không rõ rồi biến mất vô căn phòng phía trong harry chờ thêm vài phút để phòng khi ông trở ra rồi hết sức nhẹ nhàng nó lặng lẽ chui ra khỏi tủ đi lướt qua cái kệ thủy tinh và phóng ra khỏi cửa tiệm ịn cái kiến bể trên mũi harry tròn mắt nhìn quanh nó đã lọt vào một cái hẻm tăm tối Có vẻ như gồm toàn những cửa hàng Chuyên phục vụ nghệ thuật hắc ám Cái tiệm mà nó vừa ra khỏi Tiệm Borgin và Perkers Trông ra dáng cái tiệm lớn nhất ở khu này Đối diện nó là một cái cửa sổ kinh tởm Trưng bày mấy cái đầu khô rúng khô ró Và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn Chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa dòm ngó nó và rù rì trò chuyện với nhau hoảng hốt harry vội vã bỏ đi cố gắng giữ cho cặp kiến nằm ngay ngắn trên mũi và hy vọng một cách vô vọng rằng nó có thể kiếm được lối thoát ra khỏi chúng này một tấm bảng trên đường bằng gỗ treo phía trên một cửa tiệm bán đèn cày tấm độc cho nó biết đây là hẻm ngọt trên biết vậy cũng chẳng ít gì vì nó chưa bao giờ nghe nói tới một nơi trốn như vậy. Nó đoán chừng vì lúc còn ở trong lò sưởi nhà Weasley với một miệng đầy tro, nó đã phát âm hẻm xéo không rõ ràng mới ra cớ sự như vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh, nó tự hỏi mình phải làm gì đây? Đi lạc hả cưng? Một giọng nói vang lên bên tai làm Harry nhảy bắn lên. Một mụ phù thủy già cú đế đứng ngay trước mặt nó tay bưng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn giống như móng tay người ta. Mũi liếc Harry nhẹ ra những cái răng bám đầy rêu. Harry bước lùi lại, nó ấp úng. Cảm ơn, cháu không sao, cháu chỉ... Harry, cháu đang làm cái trò gì ở đây? Tim Harry nhảy thoát lên. mụ phù thủy cũng giật mình, làm đổ luôn đóng móng tay xuống chân. Lão Harry người giữ khóa trường hồ đang sải chân bước về phía họ mụ phù thủy nguyền rủa không ngớt lời khi cái khối đồ sộ của thân hình lão hebrid lù lù xuất hiện qua bộ râu rễ tre của lão lấp lánh những con mắt bọ đen nhánh nhìn ra harry cảm thấy nhẹ nhõm nghẹn ngào nói bác hebrid con bị lạc bột flo lão hebrid tóm chặt gáy harry lôi nó ra xa mụ phù thủy hất văng cả cái khay khỏi tay mụ. Khi hai bác cháu đi đến hết con hẻm, vẫn còn nghe tiếng mụ ta rít lên the thế ở đằng sau. Ra khỏi con hẻm là mặt trời rạng rỡ chiếu trên đầu Harry, và nó nhìn thấy ở xa xa kia tòa nhà đá quen thuộc, trắng như tuyết, ngân hàng Gringos. Lão Hagrid đã dẫn Harry về đúng ngay hẻm xéo. Người ngợm thật không ra gì. Lão Hagrid cằn nhằn thô lỗ, Lão phủi bồ hóng trên mình Harry mạnh đến nỗi suýt xô nó ngã chống kềnh vô cái thùng đựng phân rồng đặt bên ngoài một tiệm bào chế thuốc. Bác thiệt không biết cháu thẩm thuộc quanh hẻm Norton làm gì kia chứ Harry. Cái chốn giang hồ nguy hiểm đó. Bác không muốn có người nào nhìn thấy cháu lén phén ở đó. Con biết rồi bác. Harry đáp thuộc đầu rụt cổ để né bàn tay to tướng của lão Harry lại phủi bồ hóng trên người nó. Con nói với bác rồi, con bị lạc, nhưng mà bác cũng tới đó làm gì vậy? Lão Harry lầu bầu, bác đang kiếm mua chất chống ốc sên ăn thịt sống, chúng phá hoại vườn bất cải của trường dữ quá. Con đi một mình hả? Harry giải thích, con đang nghỉ hè với gia đình Weasley, nhưng mà con bị lạc mất họ rồi, con phải đi tìm họ. Hai người cùng đi xuống phố Sao con không thèm viết cho bác cái thư nào hết vậy? Lão Heldrick hỏi khi Harry lóc cốc chạy theo Nó phải nhảy ba bước mới kịp một bước sải khổng lồ của lão Harry kể hết mọi chuyện về con gia tinh Dobby và gia đình Dursley Lão Heldrick gầm gừ, Đồ mất ngô tồi bãi, ta mà biết vậy Chợt có tiếng gọi Harry, Harry lại đây Harry ngước nhìn lên Và thấy Hermione đang đứng ngất ngưỡng Trên bậc thang trắng muốt Dẫn lên ngân hàng Gringos Cô bé chạy xuống để gặp hai bác cháu Harry Mái tóc nâu dày của cô bé Bay xõa sau lưng Mắt kiến của bạn bị sao vậy? Chào bác Harry Ôi gặp lại hai người thật là tuyệt vời Harry bạn có định vô ngân hàng Gringos không? Harry nói Vô chứ nhưng phải tìm gia đình Weasley trước đã Lão Harry nhè răng cười còn khỏi phải tìm kiếm mất công. Harry và Hermione nhìn quanh, bương bã giữa đường phố đông đúc như chạy đua nước rút là ông Weasley và mấy anh em nhà này, Ron, George, Ted và Percy. Ông Weasley vừa vuốt cái đầu hói bóng lưỡng vừa thở hổn hển. Harry, bác cứ cầu mong sao cho cháu không đi lạc xa quá một dĩ lò. Bác gái đang lo điên lên, bà sắp tới bây giờ. Ron hỏi, bộ chua ra ở khúc nào vậy? lão heo nghiến răng hẻm nót trên phép và chót cùng kêu lên hết sảy ron thì không giấu được sự ghen tị tụi này chưa bao giờ được phép vô tới đó lão heo gầm ghè ta thấy khôn hồn thì chớ có mặt bén mãn tới đó lúc này bà quisley đang chạy hớt hơ hớt hải về phía họ một tay bà dung dãy loạn xạ cái giỏ sách còn cô bé Ginny thì bám chặt tay kia của bà Ôi Harry, ôi cưng ơi, chắc nãy giờ con lạc ở đâu hả? Bà vừa thở hổn hển vừa rút trong giỏ sách ra một cái bàn chải quần áo lớn và bắt đầu lau sạch đám bồ hống trên quần áo Harry mà lão Harry đã không cách nào khử được. Ông Weasley cầm cái kiến bể của Harry lên coi, khỏi cho nó một đầu đũa phép rồi đưa lại cho Harry. Cái kiến đã lành lặn như đồ mới toanh. Bà Weasley cứ nắm tay lão Harry mà siết hẻm nóc trên. Ôi bác Hagrid, nếu mà bác không tìm ra nó thì... Lão Hagrid nói, Thôi, chúng ta đi thôi. Rồi lão sải bước đi, sau khi chào. Hẹn gặp lại ở hồ Wash nha. Tướng lão cao to lừng lửng nổi lên trên con đường đông ken người mua sắm. Harry nói với Ron và Hermione khi cả ba cùng bước lên những bậc thềm của ngân hàng Greenwood Hai bộ có thể đoán nổi là tôi đã thấy ai ở tiệm Borgin và Burgers không? Đó chính là Manfoy và ba của nó. Giọng ông Weasley gian lên đột ngột sau lưng chúng. Ông Lucius Manfoy mua cái gì vậy? Dạ không, ông ấy bán. Vậy là ổng lo rồi. Ông Weasley nở nụ cười hài lòng nói tiếp. Chà, mình khoái coi Lucius Manfoy gặp lôi thôi. Anh hãy cẩn thận đó anh Arthur. Cái gia đình đó ưa sinh sự lắm Anh đừng có mà làm chuyện dung tay quá tráng Bà Weasley đột ngột ngắt lời chồng Lúc đó họ đang bước vô ngân hàng Một con yêu tinh cung kính cuối mình mở cửa Ông Weasley nổi tự ái lên đùng đùng Bộ em tưởng anh không phải là đối thủ ngang cơ với Lucius Malfoy hả? Chợt lúc đó, đề tài này bị sao nhãn ngay khi ông Weasley ngó thấy ba má của Hermione hai người ấy đang buồn chồn đứng bên cái quầy dài chạy suốt sảnh đường mênh mông bằng cẩm thạch chờ Hermione giới thiệu họ với gia đình bạn bè nó ông Weasley hớn hở nói ông bà là dân Mergo chúng ta phải uống mừng cuộc hành ngộ này mới được ông bà đến chỗ này có chuyện gì à ông bà đổi tiền Mergo ly coi nè ông thích thú chỉ cho vợ coi tờ giấy bạc 10 bản anh trong tay mẹ của Hermione bà Granger Gia đình Weasley và Harry được một yêu tinh khác hướng dẫn xuống hầm bạc. Harry nói với Hermione. Lát nữa gặp lại bạn ở đây nha. Muốn xuống hầm bạc phải đi trên những toa xe cút kít do yêu tinh lái chạy trên những đường ray xuyên qua những địa đạo bên dưới ngân hàng Gringotts. Harry rất khoái cuộc hành trình chóng mặt để đến hầm bạc của gia đình Weasley. Nhưng khi hầm bạc được mở ra, nó có cảm giác còn kinh khủng hơn khi nó bị lạc ở hẻm Nocturne. Bên trong hầm bạc chỉ có một dúm nhỏ mấy đồng bạc si và duy nhất một đồng vàng galeon. Bà Weasley mò tìm hết các góc trước khi vét tất cả vào giỏ sách. Khi tới hầm bạc của mình, Harry cảm thấy còn khổ tâm hơn nữa. Nó phải cố tình đứng án cửa hầm để vừa che giấu cái đống của bên trong hầm, vừa vội vã hốt một nắm bạc cắt cho vô một cái túi da. Lúc trở ra bậc thềm cẩm thạch của ngân hàng, mọi người phân tán mỗi người mỗi ngã. Percy thì lẩm bẩm nghe không rõ về chuyện cần một cây viết lông ngỗng mới. Fred và George thì túm được đứa bạn học chung trường là Lee Jordan. Bà Weasley thì đưa Ginny vô tiệm quần áo cũ. Còn ông Weasley thì cứ khăng khăng mời cho được ông bà Ranger đi vô quán cái giặt lũng là một ly. Trước khi dắt Ginny đi, bà Weasley dặn dò. Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm phú quý và cơ hàng để mua sách học cho các con. Và chớ có mà đặt chân tới hẻm nót đó. Bà gọi giói theo sau lưng hai đứa sinh đôi Fred và george Harry, Ron và Hermione đi dạo dọc theo con đường rải sỏi quanh co. Nắm tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng, hỉ hả kêu loãng xoảng trong túi quần Harry, đòi phải được tiêu đi vì vậy Harry mua ba cây kem dâu có bơ đậu phộng bự chán. Tụi nó vừa đi lang thang trên phố, vừa vui vẻ mút cây kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đầy hấp dẫn. Ron thèm thuồng ngó chầm chầm bộ áo trùng chết lây canon trưng bày trong cửa tiệm chuyên cung cấp đồ thể thao quyết đích chất lượng. Cho đến khi Hermione đến kéo nó đi mới thôi. Cả bọn đi mua mực và giấy da ở tiệm kế bên khi đến tiệm đồ chơi phù thủy Gambon và Shaps, tụi nó gặp đám Fred, jock và Lee Jordan đang nhét đầy túi những cái pháo bông không phỏng tay, chỉ nổ khi ngòi ướt. Và trong một tiệm bán đồ đồng nát đầy nhóc những cây đũa phép gãy, những cái cân đồng lệch cán và những cái áo trùm cũ dính đầy vết độc dược, tụi nó gặp Percy đang dùi đầu vào một quyển sách nhỏ cực kỳ chán ngắt là cuốn những huynh trưởng đạt tới quyền lực Ron ngó vô bìa xa cuốn sách đọc to. Một nghiên cứu về các huynh trưởng Hogwarts và nghề nghiệp sau này của họ. Nghe cũng hấp dẫn đó chứ. Percy nạc, cút ngay. bà đứa bỏ đi. rồi nói nhỏ với Harry và Hermione. Phải rồi, ảnh đầy tham vọng mà. Anh Percy ấy, ảnh lên kế hoạch hết rồi. Ảnh muốn làm tới bộ trưởng pháp thuật. Một giờ sau, chúng đi tới tiệm phú quý và cơ hàng hóa ra không phải chỉ có đám anh em nhà wesley harry và Hermione là đám duy nhất kéo tới đây tới gần cửa tiệm họ kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài tìm cách chen lấn vô trong nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chản văng ngang phía trên cửa sổ thông báo gilderoy lockhart sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông cái tôi màu nhiệm hôm nay lúc mười giờ ba mươi trưa đến bốn giờ ba mươi chiều Hemion ré lên mừng rỡ. Ồ, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tuổi mình là ông ấy viết đó. Đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi bà Quisley. Một ông phù thủy bối rối ra mặt, đứng ngay cửa ra vào nói. Xin quý bà bình tĩnh, đừng đẩy, coi kìa, để ý dùng những quyển sách. Này! John Harry và Hemion chen lọt được vô trong người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách nơi ông Lockhart đang ký tên vào sách của ông. Mỗi đứa nhanh chóng vớ lấy một cuốn nghỉ lễ với phù thủy rồi lén lên phía đầu hàng chỗ anh em nhà Weasley đã đứng xí chỗ cùng với ông bà Granger. Bà Weasley nói À các con đến rồi đây, hay lắm để chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy. Trong bà rất hồi hộp cứ đưa tay vuốt tóc mãi Ginderoy lọt khạc từ từ hiện ra trong tầm mắt khi họ nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn, dây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lọt khạc bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo trùng xanh lơ, y chang màu mắt của ông. Cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc giận sóng của ông một lão lùng sủng, có vẻ quạo gọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái máy chụp hình đen phục ra từ cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát ron. Tránh đó coi, đây là ảnh để đăng trên nhật báo tiên tri. Ron xoa cái chân đau bị lão dẫm lên nói. Mánh lớn dữ à? Câu đó lọt tới tai Rocca. Ông ngước đầu lên, ông nhìn thấy Ron rồi ông nhìn thấy Harry Ông tròn mắt ngó Rồi ông đứng phát dậy Và ông nói to giống dạc Đây chính là Harry Potter Đám đông tách ra Xì xào kích động Lockhart khạc tới Nắm cánh tay Harry Kéo nó lên phía trước đám đông Họ hè nhau vỗ tay lớp bút Khi Lockhart bắt tay nó để chụp hình Mặt Harry nóng bừng lên Lão chụp hình thì bấm máy như điên Xịt khói mù mịt vào mặt những người Trong gia đình Weasley qua kẻ răng sáng bóng của mình Lockhart bảo cười tươi lên harry hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất cuối cùng khi ông buông bàn tay harry ra nó cảm thấy mấy ngón tay mình tê rần nó đang tìm cách lĩnh về đứng chung với đám gia đình Weasley. thì Lockhart lại quàng cánh tay qua vai nó và kẹp chặt nó vào hông on. ông ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to thưa quý bà và quý ông khoảnh khắc này thật phi thường biết bao đây là khoảnh khắc tuyệt hảo để tôi gửi đến quý vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách phú quý và cơ hàng, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi, quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ấy ngay bây giờ, miễn phí. Đám đông lại vỗ tay rào rào, Lockhart khạc, lắc dài Harry mạnh đến nỗi cặp kiến của nó tuột xuống tới chót mũi. Ông nói tiếp, cậu ấy không hề biết rằng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển cái tôi màu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Dân, thưa quý bà và quý ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng 9 này tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hát ám ở Hogwarts, học viện đào tạo phù thủy và pháp sư. Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng và Harry thấy mình được tặng toàn bộ tác phẩm của Kinderoy Lockhart. Giác cái đống sách đó, nó hơi dẹo người, lê bước tìm đường tới một góc phòng ở ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn sân khấu. Nó đến bên Ginny, cô bé đang đứng cạnh với một cái giạc mới mua. Harry bỏ sách vô giạc của Ginny, lầm bầm với cô bé. Cho em mấy thứ này nè, anh sẽ mua sách của anh sao? Chắc mày khoái trá cái trò đó lắm hả Porter? Harry không khó khăn gì nhận ra cái giọng nói vừa gian lên. Nó đứng thẳng để mình mặt đối mặt với Draco Malfoy. Cái mặt thằng này đang nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ. Malfoy nói, Harry Potter lừng lấy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả? Ginny nói, Để anh ấy yên, anh không hề muốn tất cả những cái trò đó. Đây là lần đầu tiên Ginny mở miệng nói trước mặt Harry cô bé đang quắt mắt nhìn Manfoy. Thằng này dài giọng lè nhè. Mày kiếm được cả một con bồi nhí cho mày nữa hả Potter? Jenny ngưỡng chính cả người. Giờ lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đến bên bọn chúng. Cả hai đứa đều khệ nệ với cái bị đầy sách của Lokha. Ron nhìn Manfoy như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính ở đế giày nó. Thì ra là mày, chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả? Manfoy cãi lại Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện Thấy mày trong nhà sách đâu Weasley Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng Mới dành dụng đủ tiền trả cho mớ sách đó John cũng đỏ mặt lên Không kém gì Ginny Nó cũng quẳng mớ sách vô cái giạc của Ginny Rồi sấn vô Manfoy Nhưng Harry và Hermione túm lưng áo khoác của nó lại Ron, Ông Weasley gọi Ông giúp giả bươn tới cùng với Fred và George Các con làm gì ở đây Trong này đông quá chúng ta đi ra ngoài thôi. Á à, 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 Arthur Weasley. Ông Manfoy cha xuất hiện, đứng bên cạnh Manfoy con, quàng một cánh tay qua vai nó, nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như ông con. Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào. Chào ông Lucius. Ông Manfoy nói. Tôi nghe dạo này ở bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó. Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ, Ông thò tay vô cái giạc của Ginny, lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart thạc ra một quyển rất cũ, hầu như lông bìa sờn gáy rồi. Đó là quyển hướng dẫn nhập môn thuộc biến. Rồi ông Manfoy nói tiếp, rõ ràng là họ không trả rồi. Chà chà, sĩ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ít lợi gì kia chứ. Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny, ông nói Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy, ông Manfoy à. Hiển nhiên rồi. Ông Manfoy nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía cha mẹ Hemion đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng. Chứ những hạng người ông giao du như thế kia ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi. Choang một tiếng, cái giặc của Ginny bay về phía ông Manfoy, bản thân ông Weasley cũng lao vào ông Malfoy đấm ông này ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống đầu họ. Fred và George gào lên. Nên hắn đi ba. Bà Quisley thì hét. Đừng, anh Arthur đừng. Đám đông dùng cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là người bán sách bèn la to. Quý ông làm ơn, làm ơn. Nhưng ác tiếng tất cả là tiếng quát như sấm. Giải tán quý ngài dừng tay lại Lão Hagrid đang bương bả len qua một biển sách Trong nháy mắt Lão lôi cả ông Manfoy lẫn ông Weasley tách ra Ông Weasley thì bị tét môi Còn ông Manfoy thì giật một mắt Vì bị một cuốn sách bách khoa toàn thư Về các loại nấm độc nện trúng Ông vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách te tua Về thuật biến của Ginny Ông ấn cuốn sách vào người cô bé đôi mắt ông long lên sòng sọc hết sức quỷ quyệt. Đây, con bé, cầm lại sách của mày nè, đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được cho mày đó. Dùng ra khỏi tay lão Hagrid, ông dãy tay gọi cô, rồi hai cha con chuồn thẳng khỏi tiệm sách. Lão Hagrid gần như nhấc bổng Weasley đứng lên, trong lúc này ông chỉnh trang lại áo sống. Lão nói, Anh Arthur, lẽ ra anh nên mặc xác hắn cả cái gia đình đó đã thối rửa tận lõi rồi Ai cũng biết chuyện đó hết mà Xấu máu là bản chất của họ Chẳng có ai trong gia đình đó đáng để ta bận tâm hết Thôi đi nào, ra khỏi đây thôi Người bán hàng có vẻ muốn níu áo ông Weasley bắt bồi thường Nhưng kịp nhận thấy mình chỉ đứng tới eo lão Hagrid Nên dường như đã khôn ngoan suy nghĩ lại Để mặc cả bọn đi ra ngoài Họ vội vã đi ra phố Ông bà Rancher run rẩy vì sợ Còn bà Weasley thì dẫn đến không tự chủ được Một tấm gương hay ho cho con cái anh Đánh lộn công khai Không biết Ginderoy Lockhart nghĩ thế nào pet nói Ông khoái lắm Má không nghe ông nói gì khi mình đi ra hả Ông hỏi cái ông lùng sủng của tờ Nhật Báo Tiên Tri Là liệu cả trận đánh nhau có được tường thuật lại trong bài báo không Tại ông nói đó cũng là quảng cáo Tuy nhiên mọi người có phần lặng lẽ khi đi về tới lò sưởi quán rượu cái chặt lũng, nơi Harry và gia đình Weasley cùng tất cả những thứ đã mua sắm sẽ quay về trang trại Burrow bằng bột floor. Họ chào tạm biệt gia đình Trencher, những người này sẽ rời quán rượu để ra đường phố của dân Mergo, đón xe buýt ở trạm bên kia đường. Ông Weasley dợm hỏi họ trạm xe buýt hoạt động như thế nào, nhưng lại thôi ngay khi bắt gặp tia nhìn của bà Weasley, trước khi hốt một nhúm bột flo, Harry cẩn thận tháo cặp kính ra cất vô túi áo, nhất định du hành theo kiểu này không phải là món nó khoái lắm.